Ok chưa? Bạn phải có hệ thống, ok chưa? Nếu bạn có hệ thống thì bạn, ok chưa? Bạn ra bạn mở một quán phở mà 10 năm sau bạn có duy nhất một quán phở, những người đó là những người không biết xây dựng hệ thống. Bạn đau tắt mặt tối, bạn hơn chúng ta điều này, này chưa? Bạn mở một quán phở, 10 năm sau bạn có đến 10 quán phở. Từ một quán phở lên 10 quán phở đó, người ta gọi là hệ thống. Ok chưa? Ok chưa? Và bạn vừa có hệ thống mà bạn vừa rất là nhàn. Các bạn thấy điều này tuyệt vời không? Tuyệt vời. Người chủ là người phải sở hữu hệ thống. Các bạn đặt hai tay lên được. Của mình lên. Bạn nói là tôi là chuyên gia hệ thống. Tôi là chuyên gia hệ thống. Hai tay ngực của mình thì bạn mình nói tôi tin bạn là chuyên gia hệ thống. Tôi tin bạn là chuyên gia hệ thống. Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ 8 bước để chúng ta vận hành cho mình một cái doanh nghiệp không? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Qua 20 mấy đã làm kinh doanh, 20 năm làm kinh doanh và mình rút ra được cái kinh nghiệm rất là tuyệt vời. Ok. Bước 1 để chúng ta ra cái nghiệp đó là chúng ta phải dấn thân. Ok chưa? Dấn thân. Ok chưa? Nếu chúng ta không dấn thân, ok chưa, thì chúng ta không thể làm khởi nghiệp được. Tại sao những cái người mà họ hay học hành nhiều á, ok chưa, họ không chịu dấn thân, không bao giờ họ khởi nghiệp được. Các bạn hiểu ý cô nào mà. Và có những người các bạn thấy không, họ thi 12 rớt, thậm chí họ thi đại học rớt, nhưng mà những cái năm tháng đó vô cùng mưu sinh cuộc sống để giúp cho họ dấn thân. Các bạn hiểu ý của mình không? Và tự nhiên họ kinh doanh rất là ngọt. Tuy nhiên không phải cái gì chúng ta cũng dấn, không phải là cái gì chúng ta cũng dấn. Có 6 cái thứ chúng ta cần dấn, ok chưa, không phải cái gì chúng ta cũng dấn. Có nhiều thằng nó không biết, nó nói em ra làm công thêm vài năm nữa để em có kinh nghiệm ra làm kinh doanh. Cái đó là sai lầm. Làm công thêm vài năm nữa thì có kinh nghiệm làm gì? Làm công đạp xe đạp thêm 10 năm nữa thì có kinh nghiệm đạp gì? Xe đạp. Các bạn ơi, chúng ta điều này chưa? Dạ. Tốt lắm cho bán này quá. Nhiều thằng nó cứ đi theo cái cách này nè. Ví dụ bạn đang là A, bạn muốn làm B thì chúng ta đi director B đi, nó lại chuyển sang C, nó kêu rồi để nó làm B chứ cho luôn nhung vậy. Tức là bạn là đang này, bạn muốn làm kinh doanh thì bạn đang làm bạn kinh doanh cho luôn. Nó kêu nó qua C, nó đi làm công để nó học kinh nghiệm, nó làm chủ. Mình á muốn học lái xe máy thì đi học lái xe máy luôn, mà mới đi học lái xe đạp rồi có kinh nghiệm đi lái xe máy. Các bạn nhung ra điều này nên chưa vậy. Mình á đi học làm công, học cái gì? Nó nói đi học làm công để học làm gì? Học làm nhân viên. Ok bạn. Nhưng mà nói ra làm chủ mà lúc mà doanh nghiệp có một mình bạn thì bạn cũng làm nhân viên của chính cái công ty của mình, có không? Có không? Ok bạn. Nó nói là ra làm công để học bán hàng, chứ ra làm chủ cũng bán ngay mấy ngày đầu cũng bán hàng chứ làm quỷ thì để ra làm chủ ngồi ghế ta làm chủ à. Các bạn nhận ra điều này chưa? Ok chưa? Ok. Đúng là lối mòn của thằng xì rượu. Ok chưa? Chúng ta phải dấn thân đúng cái thứ chúng ta cần dấn. Thế các bạn thấy tuyệt vời không? Tuyệt vời. Ok, sau cái bước dấn thân xong rồi chúng ta sang cái bước số 2. Đó là tạo ra sự ổn định cho doanh nghiệp của mình. Ok chưa? Doanh nghiệp không ổn định thì nó không lớn được. Xong bước dấn thân các bạn xong rồi thì bạn bước theo các bạn nó tạo ra sự ổn định. Ok, nhưng mà câu hỏi ra là chúng ta ổn định cái gì? Có 4 cái thứ chúng ta cần tập trung vào để chúng ta ổn định. Ok chưa? Thứ đó là thứ gì? Mình sẽ chia sẻ sau. Ok chưa? Xong cái bước tạo ra sự ổn định rồi, chúng ta tiến tới bước số 3 là tạo ra sự khác biệt. Ok chưa? Doanh nghiệp không khác biệt, doanh nghiệp không thể lớn được. Ok chưa? Nếu mà bạn mở một cái quán phở, một quán phở, bạn mở duy nhất một quán phở thôi, bạn không cần khác biệt, bạn vẫn cứ bán được. Bởi vì bạn mở trong cái khu xóm này nè, bà con lối xóm là ủng hộ bạn, bạn vẫn cứ bán được. Bạn hiểu ý của mình không ạ? Nhưng mà bạn muốn mở cái quán phở này nó ra thành tới 10 cái quán phở, các bạn có hiểu ý của mình không ạ? Thì bắt buộc bạn phải khác biệt. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Bởi vì lúc này không còn bà con lối xóm ủng hộ nữa, các bạn hiểu ý của mình không ạ? Mà bạn là ai trên thị trường này, các bạn có hiểu ý của mình không ạ? Thì lúc đó bạn phải trả lời tốt của họ. Thì nó có hai cách để chúng ta tạo ra sự khác biệt đó. Hai đó là gì? Từ từ mình nói tiếp. Ok chưa? Chúng ta tiến xong cái bước số 3 rồi, chúng ta tiến tới bước số 4. Bước số 4 là tạo ra
chúng ta phải tạo ra đòn bẩy, chúng ta phải có những cái đòn bẩy. Ok, phải có những cái đòn bẩy thì doanh nghiệp chúng ta nó mới lớn được. Ok chưa? Chúng ta có 4 cái đòn bẩy chính. Ok chưa? 4 đòn bẩy. À, không có đòn bẩy thì doanh nghiệp không có lớn được đâu. Các bạn nhận ra điều này chưa? Ví dụ như là chúng ta phải biết cách sử dụng đòn bẩy về tài chính. Các bạn hiểu ý của mình không ạ? Chúng ta phải biết cách sử dụng đòn bẩy về công nghệ. Các bạn có hiểu ý của mình không ạ? Chúng ta tập trung vào những cái đòn bẩy thì doanh nghiệp chúng ta cần phải sử dụng những cái đòn bẩy đó. Các bạn hiểu không? Chúng ta phải là chuyên gia trong việc sử dụng những cái đòn bẩy đó. Các bạn thấy này tuyệt vời không? Rồi, xong bước số 4 rồi, chúng ta chuyển sang bước số 5. Bước số 5 là xây dựng đội ngũ nhân sự vững mạnh, người ta gọi là power team, là nhân sự giỏi. Muốn doanh nghiệp lớn mạnh thì nhân sự phải giỏi, nhân sự mà yếu, nhân sự gục khờ không thể lớn được. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Và lúc này chúng ta phải có kỹ năng để thu hút những cái con người giỏi, những con người tài về cho doanh nghiệp của mình. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Ok chưa? Rồi, bước số 6 là chúng ta hệ thống hóa doanh nghiệp. Hệ thống hóa doanh nghiệp của mình. Ok chưa? Chúng ta hệ thống hóa cái doanh nghiệp của mình. À, chúng ta hệ thống hóa từng cái bộ phận một, hệ thống hóa bộ phận kế toán, hệ thống hóa bộ phận kinh doanh, hệ thống hóa bộ phận marketing, hệ thống hóa bộ phận thu mua. Các bạn nhìn ra đây nè mà. Chúng ta phải hệ thống hóa từng cái bộ phận một. Ok chưa? Bước số 7 là chúng ta tiến tới một cái bước là bước gì? Chúng ta đồng bộ hóa. Đồng bộ hóa. Ok chưa? Đồng bộ hóa. Nó khác với hệ thống hóa. Đồng bộ hóa là chúng ta làm cho các hệ thống nó chạy với nhau. À, từng cái bộ phận chúng ta hệ thống hóa xong làm sao để cho nó mắc sẽ lại với nhau. Các bạn hiểu ý của mình không ạ? Nó liên tục với nhau để nó không phụ thuộc vào ta. Và sau đó chúng ta tiến tới cái bước số 8. Ok chưa? Bước số 8 là bước chúng ta gọi là bước gì? Thoát ra. À, thoát ra. Chúng ta có cái quy trình thoát. Ok. À, chúng ta thoát ra khỏi doanh nghiệp chúng ta một ngày. Ok chưa? Để nó không phụ thuộc vào ta. Thì các bạn nhận ra điều này chưa? Nếu có trục trặc gì, chúng ta quay vào lại, chúng ta điều chỉnh. Các bạn hiểu ý của mình không ạ? Sau đó chúng ta thoát ra lại, rồi ok nó ngọt. Sau đó chúng ta thoát ra lại 3 ngày. Các bạn hiểu ý của mình không ạ? Chúng ta không có can dự vào và nó cứ bị trục trặc gì. Ok, thì chúng ta vào, chúng ta điều chỉnh, sau đó chúng ta thoát ra lại. Các bạn có hiểu ý của mình không ạ? Cái quy trình cứ làm từng bước vậy cho tới khi à, các bạn thoát ra nửa tháng, bạn thoát ra một tháng. Ok chưa? À, bản thân mình nè, mình vừa đi. À, bên Malaysia là 5 ngày sau à, mình vừa đáp xuống Sài Gòn 2 ngày sau là mình đi ăn tới mười mấy ngày. Bây giờ mình mới đáp xuống đây. Ok, về các bạn thấy không? Mình, riêng cái mảng đào tạo này lớp nó vẫn cứ đau nhẹ. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Ok bạn ơi, đó, mình mới vừa đáp xuống trưa nay nè. Mình ở, tức là gần như cả một tháng này mình còn đi con tác mà. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Mình vừa đáp xuống lớp vẫn cứ đau nhẹ. Cái lớp thứ 7 này nó vẫn cứ đau nhẹ, những cái lĩnh vực khác nó vẫn cứ hoạt động không? Các bạn làm chúng ta được không? Ok bạn ơi? Ok. Giang tay ra, vỗ vai mọi người mà 8 phước sự nghiệp quá tuyệt vời.